các bạn, mình là Ngọc Diệp đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một thì cũng rất chi là phổ biến ở tiếng Anh, đó chính là thì. Hiện tại tiếp diễn present continuous. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu luôn nha. Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về cái gì vậy? À, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói cảm thán nè, nói phàn nàn về một gì đó và nói việc đang làm. Cấu trúc đặt câu của thì hiện tại tiếp diễn rất chi là đơn giản. Đó chính là S cộng V cộng in. S cộng V cộng in, các bạn hãy nhớ nha. Ủa vậy, S là gì? Dạ, V là gì vậy? À, S là gì? Mình còn đã có nói ở trong video trước rồi đó, các bạn nhớ lại nè. À, S là chủ ngữ, là danh từ đó. Và V là động từ. Động từ là hành động đó các bạn. Và in, cái đuôi ở đằng sau cái động từ này nè, để mà đánh dấu đây là hiện tại tiếp diễn. Là nó là một loại thôi các bạn. Các dấu hiệu nhận biết hiện tại tiếp diễn là, nếu như các bạn không biết, bạn thấy cái này có cấu trúc rồi mà bạn không chắc là nó phải là hiện tại tiếp diễn không, thì các bạn nhớ xem. Nếu mà nó có những cái từ này đó, thì nó sẽ là câu hiện tại tiếp diễn. Những từ này là từ right now hoặc là now đó các bạn. At the moment, currently, immediately và những từ tương tự như vậy. Một vài ví dụ nha các bạn. Hey, stop doing that. Này, dừng lại đi, đừng có làm việc đó nữa. Ví dụ bạn, một đứa bạn nó trêu mình thì mình sẽ nói như vậy. Này, đừng có trêu tôi nữa, đừng có trêu tới nữa. She's making a new product, so don't make any noise, okay? Cô ấy đang làm một cái sản phẩm mới, nên đừng có làm gây ra tiếng ồn nha. Shh, a little guy is sleeping now. Shh, that's sweet đó các bạn, kiểu như là sweet đó. Em bé của tôi đang ngủ. Wow, em bé thật là dễ thương ha. Ví dụ ở trước động từ thì chúng ta sẽ thêm những từ này. He, she, it, tên riêng thì chúng ta sẽ dùng is. Có thể là ghi tắt, ví dụ như là look, he's catching a fish. Các bạn có thấy chữ he này đó là he này là chủ ngữ đúng không? Thì sau chủ ngữ chúng ta sẽ có thêm chữ is nào nữa. Đây là các ghi tắt thì chúng ta sẽ bỏ luôn chữ đầu. Ở chữ y này, chữ y ngắn này nè, chúng ta sẽ dấu phẩy trên. Đó là xong, rất là đơn giản. Ví dụ mình đang nói đi, Jenny speaking, là Jenny đang nói. Thì các bạn không cần nói là Jenny is speaking, mà các bạn chỉ cần nói là Jenny speaking. Chủ ngữ số nhiều thì ví dụ như là you day thì chúng ta sẽ dùng are. Thì ghi tắt ví dụ như they're singing so well. They're singing so well. Họ hát hay quá, họ hát tốt quá. Đây các bạn có thấy nó cũng bỏ luôn chữ A là chữ đầu á, và chỉ lấy hai cái đuôi thôi đúng không? Thì các bạn cũng tương tự như you, we, chúng ta cũng sẽ bỏ chữ này vô và lấy cái đuôi thôi. Còn I thì chúng ta sẽ dùng am, có thể ghi tắt như ví dụ là hey, I'm doing homework now, play. Đây các bạn cũng thấy nó bỏ luôn cái chữ đầu là chữ A đúng không? Và chỉ lấy luôn cái đuôi sau thôi đúng không các bạn? Đó, rất là đơn giản các bạn. Nhớ ngay tại chỗ luôn. Câu khẳng định. Câu khẳng định là gì đây? À, câu khẳng định nghĩa là nó đa phần nó nghiêng về có đó các bạn. Là Jenny's drinking milk. Là Jenny đang uống sữa. Và câu này nghĩa là có, Jenny đang uống sữa đó. Câu phủ định nghĩa là câu mình nghĩ là nó nghiêng về không. Jenny isn't drink milk. Jenny isn't drink milk. Isn't bằng is not. Isn't là is not đó các bạn, là ghi tắt đó các bạn. Đây quá là ngủ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ về ba cái cách nói về dùng để nói về hiện tại tiếp diễn. Ví dụ bạn hẹn đi bơi cùng với bạn bè nhí nhóp nhưng lại quên hẹn. Thế nên bạn bè bạn mới gọi là bạn thực nhớ rồi cười và nói I'm coming. Câu này có nghĩa là tôi đến liền đây. Đây là một câu cũng rất là phổ biến. Và các bạn hãy xem cấu trúc câu nó có đúng không nha. I là chủ ngữ, ừ đúng, có nè. Am có đằng sau. Có đằng sau chủ ngữ. Ừ, đúng luôn, ghi tắt cũng được. Coming, come là động từ và thêm chữ in vào nữa. Có phải là đúng quy tắc là S cộng V cộng in không? À,
Có, đúng rồi, đúng, quá đúng đi tắt luôn. Còn câu này có nghĩa là tôi đến đây, hoặc là tôi đến liền nè. Ví dụ có một người hát không hay, rock đóng cho to lên như là cho cả thế giới nghe đây nè. Ê, ta đang hát nè, các bạn có thể sẽ nói là hey, stop singing please, là này, đừng có hát nữa làm ơn. Đây các bạn coi, có verb in nè. Mặc dù cái này nó không có chủ ngữ nhưng mà nó cũng thuộc về cái câu dạng phàn nàn và nó có trong hiện tại tiếp diễn. Câu này nghĩa là này, đừng hát nữa làm ơn. Ví dụ bạn đã học bài, mẹ bạn có tưởng là bạn đang chơi game trên máy, liền đến phòng bạn gõ cửa nói này, con lại chơi game à. Chứng minh sự trong sạch của mình, thích nói no, I'm not playing, I'm studying. Có nghĩa là các bạn có coi nó có đúng không? Đây là câu phủ định nè, câu phủ định đó. Thì đây là có chủ ngữ nè, nó cũng có verb in nè, nó cũng cái câu này thì nó giống như y chang luôn, rất là đúng đúng không các bạn? Và nó có nghĩa là không, con đâu có chơi, con đang học bài mà. Wow, là đơn giản để đặt câu bằng tiếng Anh đúng không các bạn? Các bạn hãy tập để đọc câu bằng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn hãy thử đặt câu về hình kế bên nhé. Hãy dùng hiện tại tiếp diễn nha. Giờ mình sẽ cho các bạn 5 giây luôn. 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ các bạn hãy so sánh đáp án của các bạn với lại đáp án mẫu của mình nha. They're playing seesaw or they're playing. Đây, cái này là cái bọt bên đúng không các bạn? Bọt bên thì chúng ta sẽ gọi là seesaw. Seesaw, các bạn thấy có đúng cấu trúc không? Chủ ngữ nè, rồi cái kèm theo chủ ngữ nè, rồi verb in. Và cái này rất là đúng các bạn. Chúc mừng các bạn đã đặt câu rất chính xác. Các bạn rất là thuộc bài đó. Đã đến lúc chúng ta nói chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Bye bye nha.